Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 3 tháng 6. Mình sẽ test và review một cái máy Ruby 36V. Có model là RCS 363500HI. Máy này thì nó cắt được dòng bán kính là 356mm, còn tương đối là 35cm. Lưỡi cưa, đây là lưỡi cưa 14 inch 356mm. Với cái máy này thì nó chạy dòng boost led không chổi than. Cái này là hàng bãi Úc nha các bạn, Úc xưa ra. Điện sạc thì điện 220V. Đó, thì bên em có hai loại pin, một pin 5.0 và một pin 2.6. Đây là pin 5.0. Đây là pin 2.6. Công suất của pin á là được 95W. Còn 5.0 thì được 180W. Máy này thì các bạn đi công trình hay là các bạn đi rừng á thì cắt là rất là ok, tại vì máy này nó mang dòng chạy boost led rồi, không chổi than rồi, mà gặp pin công suất lớn nữa thì các bạn cắt lâu hết cục pin lắm. Rồi bây giờ mình bắt đầu test thử gỗ. Cái này bây giờ cái khúc gỗ này chiều dài nó chỉ còn có 50cm à. Đó. Còn cái chiều đứng, cái chiều bán kính thì được 19cm. Đó, nếu mà cái lưỡi cưa mà không bén á thì cắt cái khúc gỗ này hơi phê nha. Đó, bởi vì cái lưỡi cưa này bén mới cắt được khúc gỗ này. Khỏi cần chịu. Thời gian cắt hai miếng gỗ này thì 40 giây, khoảng 40 giây. Rồi cái máy này á thì nếu mà các bạn lấy pin 2.6, cái giá pin 2.6 thì 2,5 triệu, còn mà pin 5.0 á thì 3 triệu. Rồi các bạn subscribe kênh của mình, có nhiều mặt hàng khác nhau giá ưu đãi cho các bạn. Rồi các bạn có nhu cầu á cái máy này á thì liên hệ 0914711438, inbox Facebook hoặc Zalo. Địa chỉ của mình là 12/45 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Rồi xin chào các bạn.